Không gian văn hóa Mường của họa sĩ Vũ Đức Hiếu từ 3 năm nay đã trở thành hình ảnh và ấn tượng sâu sắc không chỉ với khách du lịch hay với người dân Hòa Bình, mà chính những người dân tộc Mường cũng thường xuyên nhắc tới và trân trọng. Nằm trên vạt đồi trong một thung lũng đá vôi nhỏ hẹp chỉ cách thành phố Hòa Bình 7 km, đây thực sự là một không gian để mỗi người không chỉ nhìn, ngắm, xem mà còn thực sự được hòa mình vào cuộc sống hàng ngày của người dân Mường. Vậy nhưng để có được nó, họa sĩ Vũ Đức Hiếu đã mất cả 10 năm trời lang thang trong các bản làng nơi người Mường sinh sống để gom nhặt, lưu giữ bằng cả tấm lòng trân trọng của mình dành cho con người, kiến trúc và không gian văn hóa Mường. Và cũng chính nơi đây, mảnh đất mà người Việt cổ đã sinh sống, những lễ hội với nhiều trò chơi thú vị như ném còn, đánh đu, cầu thăng bằng, những cuộc trưng bày không gian sống, tập quán sống vẫn đều đặn được anh tổ chức với mong muốn giữ gìn, tôn vinh và nhắc nhớ tới bao nhiêu nét đẹp của quá khứ. Bước trên lối hoa mang sắc màu của buổi chiều miền Sơn Cước, khi ngắm nhìn những nếp nhà, mái lá nằm yên bình giữa thung xanh, nghe những chiếc cồng trầm ấm và ngân vang, mỗi lần đánh lên lại mang một tiếng nhạc với ý vị khác nhau, giống như tâm hồn con người của núi rừng nơi này. Hay khi lạc vào không gian của hai khu, khu tái hiện, khu trưng bày mà họa sĩ Vũ Đức Hiếu khéo léo sắp đặt, mỗi chúng ta hẳn sẽ có một cảm nhận thật riêng cho mình. Thank you.